Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì có một chiếc Spray đã được một anh trai xuống cửa hàng mình để ủng hộ nè. Nhân dịp bên mình có chương trình sale giá chiếc xe này, sale xuống 2 triệu là còn 42 triệu. Đúng không anh? Anh mua đúng không? Đúng, đúng. Đúng giá 42 triệu. Đúng, 42 triệu. Dạ rồi, ok. Anh cho biết luôn là anh đang ở đâu? Ở ấp Dòng Lớn B. Là Định An. Huyện Trà Cú. Huyện Trà Cú. Ôi, tới tận Trà Vinh luôn. Dạ rồi, thay mặt cửa hàng, em cảm ơn anh ha, đã từ xa xuống đây để ủng hộ chiếc Spray màu đen. Hôm qua bên mình bán đi một chiếc màu đỏ, hôm nay vị khách này xuống mua chiếc màu đen nha. Dạ rồi, cảm ơn anh trai nha. Rồi, năm mới, kính chúc anh năm mới an khang thịnh vượng. Dạ rồi, chào anh. Anh về tới Trà Vinh đó các bạn ha, từ Trà Vinh chạy xuống tới đây để mà ủng hộ cửa hàng mình các bạn. Rất là thương và quý trọng tình cảm của các bạn đã dành cho cửa hàng mình. Địa chỉ là ở số 67 ha, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thực sự là ảnh muốn mình quay làm kỷ niệm á, mà lúc nãy mình hơi rối luôn á, lúc kêu anh, lúc kêu chú, đôi lúc mình vui, cái cảm xúc nó dâng trào lên, cho nên là nhiều khi mình rối luôn các bạn. Hôm nay cửa hàng mình rất là đông nè, ADV nè, BZ One sẽ theo khách về nhà luôn nè, khách đến tận đây để mua đó các bạn ha. Rồi thêm một chiếc Scoopy màu trắng nữa, hôm nay rất là đông. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023. Và cửa hàng mình chào đón các bạn, cũng như là những bạn ở xa, và một cái chương trình khuyến mãi là hễ xe số là tặng ngay 500. Bất kỳ dòng xe số nào đang có mặt ở cửa hàng, từ xe nhập cho đến là xe chính hãng ha. Và xe số là 500 và xe tay ga là 1 triệu. Hôm nay và ngày mai nha các bạn. Thì chiếc Spray đó đã theo chủ nhân về Trà Vinh rồi. Hiện tại thì chương trình khuyến mãi mà tuần lễ vàng dành cho chiếc xe đó vẫn còn nha các bạn. Nó sẽ đến ngày 3 tháng 1. Ngày 3 tháng 1 năm 2024 luôn mới hết hạn. Cho nên là những bạn nào đang xem kênh của mình có thể là mau đến đây để mình lấy chiếc xe mà mình yêu thích bấy lâu. Ok ha. Đi chơi Tết rồi Tết Tây Tết Ta luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video luôn ha. Xin chào các bạn.